Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 12 tại khu vực Nam Trung Bộ, nên sáng sớm hôm nay tại một số khu vực của thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Mặc dù không gây thiệt hại nghiêm trọng, tuy nhiên mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến cho một số cây thông hàng chục năm tuổi trên địa bàn thành phố Đà Lạt bị gãy đổ, nhiều nhà ở các huyện bị tốc mái. Theo ghi nhận, trong sáng nay do mưa to kèm theo gió lớn nên tại tuyến đường Đinh Tinh Hoàng, phường 2 Đà Lạt, hai cây thông cao hơn 30 mét có tuổi đời hàng chục năm tuổi đã bị gãy đổ chắn ngang tuyến đường này. Rất may tại thời điểm cây gãy đổ không có phương tiện tham gia giao thông qua đây. Còn trước trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng, đường Baxter, phường 4 cũng đã gãy đổ một cây thông, làm gãy một cột điện, đứt đường dây điện, gây mất điện cục bộ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cùng với ngành chức năng của tỉnh và thành phố đã có mặt tại hiện trường nhằm khắc phục các sự việc nói trên. Khi mà bão vào thì khuôn viên trước khu vực cảnh sát phòng cháy cháy tuyến đường cùng những tuyến đường khác sau khi đã sụp đổ thì sự chỉ đạo của giám đốc cảnh sát phòng cháy cháy tỉnh thì lực lượng đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp, bên cạnh đó phối hợp với lực lượng của công trình đô thị và cũng như lực lượng của điện lực cắt điện và giải tỏa tuyến đường, cũng phối hợp rất nhịp nhàng và cũng không để xảy ra vấn đề thiệt hại gì lớn nặng về người và của. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, cho đến thời điểm hiện tại đã có 5 khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 10 cây xanh gãy đổ, chưa có thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khác. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết trong sáng nay, thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Ngay sau khi nhận được tin bão thì sáng hôm qua là chúng tôi đã có văn bản hỏa tốc gửi cho tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là các cơ quan phải trực 24/24, chủ tịch các phường xã đều phải trực tại các cơ quan đơn vị mình. Thứ hai là sáng nay, sau khi xin ý kiến của đồng chí chủ tịch Ủy ban tỉnh, chúng tôi đã thống nhất cho toàn bộ học sinh trên địa bàn được nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu. Thứ ba là đã yêu cầu các lực lượng ứng cứu kịp thời, đặc biệt các cơ quan xử lý về việc chặt hạ cây là phải khẩn trương xử lý chặt hạ cây, giải phóng mặt bằng để đảm bảo giao thông thông suốt cho nhân dân và du khách ở trên địa bàn. Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình diễn biến của mưa bão để kịp thời triển khai phương án ứng phó xử lý. Đồng thời cảnh báo người dân trên địa bàn cần gia cố nhà cửa, xem xét hệ thống điện, nhà kính nhà lưới ở các khu vực đồi cao có nguy cơ sạt lở và hạn chế đi lại, tránh xảy ra những trường hợp tai nạn đáng tiếc do mưa bão gây ra. Thông tin cập nhật đến trưa nay, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơn bão số 12 đã làm 10 cây bị ngã đổ, khoảng 10 ngôi nhà tại Đà Lạt và huyện Đâm Sông bị tốc mái. Riêng hệ thống thủy điện đang xả lũ với lưu lượng vừa phải để tránh gây ngập úng cục bộ khu vực hạ lưu. Và bây giờ là thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật về cơn bão số 12. Chiều ngày 4 tháng 11, Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đã có ít nhất 3 người tử vong, trên 40 căn nhà bị tốc mái, hàng chục cây thông ngã đổ, một cây cầu bị nước cuốn trôi và hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng. Tính đến 17 giờ chiều nay, tại thành phố Đà Lạt, trên nhiều tuyến đường, hàng chục cây thông đã bị gãy đổ, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Một người đã bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn Hồ Tuyền Lâm. Gần 20 căn nhà bị tốc mái, hàng chục hecta cây trồng bị ngập úng, một cây cột điện đã bị gió giật đổ. Tại huyện Lạc Dương, nước đột ngột dâng nhanh đã cuốn trôi một căn nhà, khiến hai phụ nữ bên trong thiệt mạng. Hàng chục căn nhà của người dân bị tốc mái, hàng trăm hecta cây trồng đã bị ngập nặng. Hiện chính quyền huyện đang hỗ trợ di dời người và tài sản ở những ngôi nhà bị sập và bị ngập sâu đến địa điểm an toàn, trong khi chờ nước rút và sửa chữa nhà cửa. Tại huyện Đam Rông vào khoảng 10 giờ sáng nay, cây cầu nối giữa hai xã Đạ Tông và Đạ Long đã bị nước cuốn trôi, gây cản trở giao thông trong vùng. Đến thời điểm này, vẫn chưa có thống kê chính thức thương vong về người. Hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện đã cắt cử lực lượng công an, dân quân túc trực 24/24 giờ, nghiêm cấm mọi người và phương tiện qua suối, nhằm tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Cũng tại huyện Đam Rông, có ít nhất 7 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt, một số vùng trũng thấp đã bị nước lũ dâng cao gây ngập lụt, cô lập cục bộ,
nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng đã bị nước dâng lên, gây ngập úng nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị nhân dân ở những vùng trũng thấp nâng cao cảnh giác và không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, lưu lượng nước xả lũ tại các nhà máy thủy điện hiện nay tăng cao. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đề phòng lũ ống, lũ quét tại các địa phương để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.